Em gặp Nu Phước Định ạ. Gặp Park Seo Joon ạ. Em sẽ gặp rocker Nguyễn của em ạ. Mình chọn Chi Dân. Nam thần nhóm Sobi ạ. Trúc Nhân ạ. Mình sẽ chọn Justin Bieber. Em sẽ chọn Sơn Tùng ạ. Mình sẽ chọn Ngô Diệc Phàm. Nhưng mà thật ra là mình có bạn trai rồi. Mình có bạn trai rồi. Vì tao đâu quá mê, khói xương buồn đành buồn. Vì tao đâu quá mê. Anh ơi, xoạc em đi. Bạn là phải làm như vậy. Nếu các bạn rảnh quá thì các bạn phải đi làm việc gì có ích đi chẳng. Tùng em yêu anh ạ. Anh ơi em yêu anh. Mày ở nhà thì còng lưng ra luôn đi học. Yêu với đưa cái gì? Yêu với đưa cái gì? Park Seo Joon à, sao đang nghe? Không có nhà, không có xe, không có học thức, không có địa vị. Anh có muốn yêu em không? Em có yêu anh không? Hay là giữ tên lao thì em cũng phải lo. Tại mình chưa tỏ tình bao giờ nên là cũng không biết được. Mình là con gái chưa một lần yêu ai. Nếu mà tương tư mà có thể mang thai thì em với anh đã có với nhau được một đội bóng rồi đấy. Anh ơi, nhà em giàu lắm. Anh ơi, đến với em. Nhà anh chẳng có gì ngoài điều kiện và anh đang không thương ai. Coi anh có biển cái chiếc tàu đi ngang, ánh mặt trời mọc trong sương mai.